Vua nhỏ Lý Nhân Tông bóp trán vì nước đi quá hiểm của quốc phụ Lý Thường Kiệt. Cậu liếc mắt về bên phải thì thấy sông Sa đang uy hiếp doanh trại. Liếc mắt sang bên trái thì thấy sông Mã đang xé nát đội hình. Nhìn lên phía trên thì thấy sông Pháo đang chĩa thẳng vào tướng. Cậu phụng phịu: "Chẩm thua, chơi lại ván khác đi." Lý Thường Kiệt cười rồi thu dọn bàn cờ. Nhân Tông hỏi: "Khanh có cách đánh thiệt là kỳ lạ. Khi thì cẩn trọng như ẩn chứa nhiều cạm bẫy, khi thì ào ạt dũng mãnh như sóng thần, khiến người khác không kịp trở tay." Bàn cờ tướng cũng như một chiến trường thu nhỏ, có thể áp dụng binh pháp được. Nếu địch mạnh thì ta bảo toàn quân số rồi phản công, nếu địch yếu thì ta đánh phủ đầu. Lý Thường Kiệt ôn tồn giải thích. Lý Nhân Tông gật đầu, đột ngột chuyển đề tài: "Vậy Đại Việt ta so với Đại Tống thì mạnh hay yếu?" Lý Thường Kiệt đáp: "Ta có thể nhỉnh hơn một chút. Đại Tống không phải là một nước mạnh, vẫn thường bị các nước Đại Liêu, Tây Hạ quấy nhiễu." Nhân Tông nói tiếp: "Ta nhận được tin tình báo rằng bên trong nội bộ nước Tống đang có bất mãn sâu sắc vì những cải cách của tể tướng Dương An Thạch. Và thường thì khi có nội loạn thì chính quyền sẽ đi gây chiến để hướng sự quan tâm của dân chúng ra bên ngoài. Rất có thể ta sẽ trở thành mục tiêu ăn đòn của nhà Tống." Lý Thường Kiệt đã sắp xong bàn cờ, hỏi ông cụ non: "Vậy bệ hạ muốn thần đánh nhà Tống trước à?" Nhân Tông gật đầu: "Chính là như vậy. Chỉ e trước giờ nước ta chưa ai dám dằn mặt thiên triều kiểu như vậy." Lý Thường Kiệt cười, ông cầm quân chốt lên đi một nước. "Vậy thần sẽ là người đi đầu tiên." "Dạ bẩm Thái Úy, Liêm Châu đã bị hạ." "Thái Úy, Khâm Châu cũng thất thủ." "Bạch Châu cũng đã mất." "Dương Châu đầu hàng." Tình chiến báo dồn dập truyền về bộ chỉ huy. Lý Thường Kiệt rất hài lòng. Ông ra lệnh: "Tiếp tục tiến về Âu Châu." Đảng đang dây Âu Châu chờ hội quân với trùm cuối Lý Thường Kiệt để cùng hạ thành này. Bây giờ đang là đầu năm mới 1076, Trung Quốc đã có tuyết rơi. Lý Thường Kiệt khoác áo dày bên ngoài, thở ra sương trắng. Làm thật, nhưng nếu nhiệm vụ chưa xong, ta quyết không trở lại nước Nam. Nhà Tống nghe tin Khâm Liêm đã mất và quân Lý đang điên cuồng kéo như vũ bão đến Âu Châu thì nháo nhào cả lên.
Vua Tống giận run người, lắp bắp: Bọn mọi giao chỉ dám coi thường trẫm và thiên triều như vậy à? Đạo lý ở đâu? Ông lập tức hạ lệnh cung cấp 20.000 quân, 3.000 ngựa chiến, khí giới vũ trang đầy đủ, 1 tháng quân lương, tổng động viên dân chúng từ Kinh Châu đến Quảng Tây để cự địch. Trương Thủ Tiết vội vàng đem quân đến ứng cứu Ôn Châu thì đụng ngay quân Việt. Khung cảnh khi ấy như phim kiếm hiệp. Lý Thường Kiệt và Trương Thủ Tiết đối mặt gồm nhau dưới cửa ải Côn Lôn. Tuyết bay trắng xóa một vùng mênh mông, cảnh vật lung linh như khoác áo bạc. Lý Thường Kiệt mặt trắng như bạch ngọc, môi đỏ tựa thoa son. Sách Việt Điện U Linh chép rằng vì ông có dáng mặt đẹp nên mới tịnh thân và sung vào chức Hoàng Môn Chỉ Hậu. Ông vốn không phải họ Lý, sau này được đổi sang họ Vua vì lập đại công. Lý Thường Kiệt tuy là hoạn quan nhưng điều đó không hề làm giảm sự oai phong của ông. Họ Lý mặc giáp, tay cầm thanh đại đao, đẹp trai lòng lòng, uy vũ chẳng kém gì Lang Lăng Vương Cao Trường Cung ngày xưa. Trương Thủ Tiết đưa kích lên hỏi: Tướng giặc xưng tên đi. Ta Lý Thừa Kiệt. Ông quát rồi dung đại đao sấn đến. Trương Thủ Tiết cùng thúc chiến mã đón đánh. Đao và kích đập nhau chang chát hơn chục hiệp. Đại đao được mệnh danh là nguyên soái của trăm quân, thường dùng cho chiến tướng làm binh khí giao đấu trên lưng ngựa. Uy lực cực lớn, bạc sơn cử đỉnh, chiều dài và độ nặng đại đao tùy sở trường danh gia sử dụng. Ngựa Lý Thường Kiệt chồm tới, ông xoay đao bổ mạnh xuống. Trương Thủ Tiết nhanh nhẹn giơ ngang kích đỡ đòn. Họ Lý dần sức vào cán đao chém ngang một nhát nữa. Họ Trương lại ngửa ra sau tránh được. Hai tướng mã lồng lên, hai tướng quân hăng hái, chiến bào xoay tựa hoa gieo bướm dần. Trương Thủ Tiết phản công, múa một đường kích rất đẹp cắt ngang không trung. Lưỡi kích xỉa thẳng vào ngực Lý Thường Kiệt. Ông giật mình lách ngựa sang phải, vừa kịp né nhát đâm chí mạng. Ngành của kích móc trúng mũ Lý Thường Kiệt, mái tóc dài của ông buông ra, hoa tuyết rơi lả tả. Trương Thủ Tiết bối rối khi binh khí mắc kẹt. Lợi dụng địch sơ hở, Lý Thường Kiệt ghi chặt dây cương bất dị. Thanh đại đao theo đà chém thẳng một đường rất gọn, xuyên suốt từ mạng sườn lên tới bả vai. Trương Thủ Tiết bị cắt đôi người đổ gục xuống, máu phun đỏ thẫm in lên tuyết trắng. Lính Tống thấy chủ tướng chết thì dở trận hoàn toàn. Thường Kiệt lao máu trên mặt rồi gầm lớn với ba quân: Diễn binh tan rã, tiếp tục đánh Ôn Châu.
đại gia đã đến, còn không mau mở cổng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói về Ôn Châu, thành chủ lúc bấy giờ là Tô Giám. Ông này quả thật là hảo hán tử, can đảm anh hùng, dũng cảm nổi tiếng. Ông vốn là người phản đối nhà Tống, gây hấn với nước Việt do lo ngại chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhưng bây giờ đã đến nước này thì đành phải tử thủ thôi. Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa diễu trước thành Ôn Châu, tay cầm thủ cấp Trương Thủ Tiết, tay kia thì kéo lưỡi đao trên mặt đất. Đây thật sự là một điều sỉ nhục. Tô Giám giận tím mặt. Xa tiễn! Cung thủ Ôn Châu đứng đầy trên mặt thành bắn tới tấp. Lý tướng quân nhấc đại đao lên, xoay dài vòng gạt phăng tên đi, thúc ngựa chạy về trận. Ông quát: chuẩn bị công thành! Quân Việt bên ngoài cực kỳ đông, phải đến 80.000 quân là ít, bao gồm quân nhà Lý, các tù trưởng, đầy đủ các món ăn chơi, bao gồm từ bộ binh, kỵ binh cho đến tượng binh. Thành Ôn Châu bị dây rất ngặt, một con ruồi cũng khó mà thoát. Lý Thường Kiệt bấy giờ đã cho dàn đầy máy bắn đá và nã tới tấp vào thành. Ôn Châu cực kỳ hỗn loạn, người la kẻ khóc, giật với nhau tìm nơi ẩn nấp. Đem hết của cải ra cho tặng những người ở lại và chém sạch những kẻ đào tẩu. Tô Giám vô cùng căng thẳng mà vẫn ráng giữ bình tĩnh. Lý Thường Kiệt oanh tạc dữ dội nhưng không hạ nổi vì Ôn Châu quá kiên cố. Ông tiếp tục phương án 2. Cho bắt thang! Bắt thang! Dạ! Quân Việt hùa tới tường thành dựng thang hối hả leo lên. Nhưng thành quá cao, do đó mới leo lên được nửa đường đã bị quả tiễn Ôn Châu đốt sạch thang. Lý Thường Kiệt ngay lập tức dùng phương án 3. Tô Giám ra lệnh: quân Lý đào hầm, sắp sẵn đồ dưỡng quả để thiêu chúng. Lý Thường Kiệt tiếp tục thất bại. Điên tiết, ông thi hành phương án 4. Bắn tên độc và quả công vào trong thành. Người ngựa bên trong Ôn Châu chết như gã rạ. Tô Giám đáp trả: đội nỏ thần tí xuất trận. Đây là một loại nỏ lớn có cánh bằng thép, bắn chết được cả voi. Cả hai giờ đây giống như những kỳ thủ cao cường so tài trên bàn cờ Ôn Châu, liên tục đánh những nước hiểm hóc, ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Lý Thường Kiệt đấm mạnh xuống đất: tức thật, bao vây 40 ngày rồi chưa hạ được Ôn Châu, chuẩn bị rút quân. Một tù binh hiến kế: dạ bẩm thái quy, hãy dùng phép thổ công đắp đất thật cao để quân trèo vào thành. Lý Thường Kiệt tỉnh ngộ khen: lời của ngươi đúng là hợp ý của ta. Ông tiếp tục dùng quả công bắn các chất cháy như nhựa thông vào Ôn Châu. Trong thành thiếu nước, không thể chữa cháy, lửa bốc rừng rực, khói đen mù mịt cả một vùng trời xám ngắt. Quân Đại Việt sau đó liền lấy túi cho đất vào, cứ thế đắp dưới chân thành.
Khi các bao đất cao dần, quân Lý theo đó mà leo lên. Tô Giám vẫn anh dũng lãnh đạo binh sĩ bị thương, gắng sức chiến đấu, nhưng không địch nổi. Ông cay đắng thở dài. Ta đã bại dưới tay của hắn rồi, nhưng nhất định ta không thể để xa vào tay giặc. Ông lặng lẽ cầm đao đi bộ về dinh, giết cả nhà 36 người, lắp kính xác trong huyệt, rồi ra sân sau tự thiêu mà chết. Lý Thường Kiệt vào được bên trong Ung Châu, lùng bắt Tô Giám nhưng không thấy. Thêm dân chúng trong thành kiên quyết không đầu hàng, ông nổi trận lôi đình, đại khai sát giới. Và thế là già trẻ lớn bé trong thành Ung Châu bị quân Lý tàn sát. Cứ 100 đầu người là xếp thành một đống, tổng cộng khoảng 580 đống như vậy. Lấy xong Ung Châu, Lý Thường Kiệt hành quân lên phía Bắc muốn đánh tiếp. Tướng giữ Tân Châu là Cổ Cắn Lạc nghe tin sợ hãi bỏ thành mà chạy. Nhận thấy quân Lý công phá thành Ung Châu mất nhiều thời gian hơn dự định, khiến binh sĩ hết sức mệt mỏi, Lý Thừa Kiệt quyết định thu quân trở về Đại Việt, không quên bắt thêm một số lớn tù binh Trung Quốc. Thất bại khủng khiếp tại Ung Châu là một cú tát trời đánh vào danh dự của Thiên Triều, và là lý do nhà Tống quyết tâm trả thù Đại Việt, và là tiền đề cho đại chiến Như Nguyệt Giang trên tổ quốc ta, nơi mà một lần nữa Lý Thường Kiệt lại chiến thắng. Nhưng đó là chuyện về sau. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Đại chiến Như Nguyệt Giang. Thất bại ở Ung Châu như một cái tát thật mạnh vào uy nghiêm vốn không còn nhiều của nhà Tống, không thể nào nuốt trôi cái nhục bị một chư hầu bé nhỏ Đại Việt đùa giỡn. Hoàng đế Tống Thần Tông bèn phong Quách Quỳ làm đại tướng, lại ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm được toàn quyền chỉ huy ba quân, thêm Triệu Tiết làm phó tướng, quyết tâm chinh phạt Đại Việt để trả mối thù Ung Châu. Xem ra lần này Tống quyết định chơi một ván bài cuối cùng với Lý để lấy lại số má. Quả thật là như vậy. 100.000 quân
trong đó có đến một nửa là triệu tập từ biên giới hai nước Liêu Hạ về. 200.000 dân phu để xây dựng và vận tải, thủy binh, kỵ binh, máy bắn đá, hỏa tiễn, bất kể thứ gì tân tiến và xịn nhất mà Quách Quỳ có thể huy động được, đều gom lại cho chiến dịch quy mô lần này. Trong hàng ngũ tướng soái nhà Tống, Quách Quỳ được coi là lão luyện về việc biên thùy, tính tình rất thận trọng. Một trường ác đấu giữa hai quốc gia hùng mạnh là khó tránh khỏi. Nếu Lý Thường Kiệt thua cuộc, Đại Việt sẽ bị xóa sổ như bao quốc gia bất hạnh khác trong lịch sử loài người. Năm 1076, sông Như Nguyệt, Đại Việt. Lý Thường Kiệt buộc mái tóc dài, cởi áo rồi cầm lấy con dao bén từ tay Tâm Phúc. Nước sông hôm nay rất lạnh. Ông hít một hơi thật sâu, cắn chặt chuôi dao rồi nhảy ùm xuống nước. Bơi đến một chỗ nước nông, Lý Tướng Quân rút dao ra đâm mạnh xuống. Ông gật đầu hài lòng. Rất tốt, đất ở đây có thể đặt bẫy và dựng chiến lũy được. Phòng tuyến của chúng ta trải dài từ Tam Đảo, nhiều chỗ núi ăn sát bờ sông hoặc rừng cây tùm, tự nhiên và nhân tạo sẽ kết hợp với nhau tạo thành một trường thành vững chãi để bảo vệ Thăng Long Thành. Quách Quỳ không khó khăn lắm để tiến đến bờ bắc sông Như Nguyệt. Nhìn sang bờ nam, thấy Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến lũy xong xuôi hết rồi. Hắn chặt lưỡi. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chắc không đặng. Thủy quân còn chưa tới. Thôi thì cứ dựng tạm ở đây chờ vậy. Miêu Lý hiến kế. Cần gì phải chờ thủy quân, chỉ bắt cầu phao là qua được bên kia sông rồi. Quách Quỳ nghe mùi tai nên đồng ý. Hắn cho đóng trại trong khi Miêu Lý thi hành mưu kế. Miêu Lý lựa khúc sông mà hắn cho rằng không có quân Việt, nhanh chóng cho xây cầu phao. Hai ngàn quân tiên phong quả nhiên đã đột phá thành công, xuyên qua phòng tuyến Như Nguyệt. Miêu Lý vừa đi được một đoạn là phục binh từ núi Thất Diệu ào ạt đổ ra đánh. Hắn bày bắn sống sót, cắm đầu chạy ngược về sông Như Nguyệt thì cứng họng. Ủa, cầu pháo đâu rồi? Thường Kiệt bấy giờ mới dẫn quân xông đến. Ông trỏ gươm vào mặt Miêu Lý cười lớn. Chiêu tứ, mau mau cho bè sang bên kia cứu thằng ngu đó về đây. Đến khi bè qua đón được Miêu Lý thì đã có 1.000 lính tử trận. Quách Quỳ khi không thiệt hại rất nhiều quân tinh nhuệ thì không kềm chế được nữa, chửi âm ỉ. Để cái thứ ngu dốt này còn tồn tại ở trên đời, lão phu có ngày cũng phải toi mạng vì hắn. Rồi quát võ sĩ đem Miêu Lý ra chém. Sao đợi tới giờ này mà thủy binh vẫn chưa tới? Cái lũ này đúng là làm ăn sống nhăn. Dạ bảo Quách tướng quân, thủy binh của ta bị lính Nhân Viên chặn đánh chưa thể vào được. Hả? Quách Quỳ đã thực sự sốt ruột, không thể chờ lâu hơn nữa. Hắn quyết định đánh luôn. Thăng Long cách đó có ít dặm mà không vào được thì quá mất mặt,
dắt Thượng Phương Bảo kiếm vào lưng, Quỳ đi bộ ra sông Hà Linh. Đúng bè lớn thẳng tiến. Lần này quân Tống dùng một lực lượng mạnh hơn nhiều so với lần trước của Miêu Lý, nhưng mỗi lần bè chỉ đưa được 500 quân rồi phải quay trở lại đón tốp sau. Hết lớp này đến lớp khác, quân địch ùn ùn đổ bộ sang bờ nam sông Như Nguyệt, rồi xông lên phá bãi chướng ngại. Chúng tìm cách phá hủy những hàng rào tre, nhưng dầu dày mấy tầng rất là khó phá, lại bị quân ta từ trên chiến lũy đánh xuống dữ dội. Quân Tống hoảng sợ vì số người chết do bị đâm chém hoặc đạp phải hầm trong mỗi lúc một nhiều, mà diễn binh của Quách Quỳ thì vẫn chưa qua kịp. Đúng là không có thủy binh không thể nào địch nổi chúng nó. Hắn phẫn chí rút hết quân về lại rồi ngồi buồn rầu. Quách Quỳ cảm thấy bất lực đến nỗi hễ ai bàn đánh là nổi khùng đòi chém. Hai tháng sau trận đánh đó, Quách Quỳ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì cũng không được, vì thủy quân vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Lùi thì cũng không xong, vì sẽ mắc đại tội với hoàng đế. Không tiến không lùi thì phải xử lý ba quân đang mắc dịch bệnh phương Nam. Cuộc đời đen như chó cắn, Quỳ thở dài, thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên giường. 36 kế tôn tử, kế nào là dùng được? Bài toán Như Việt quả là nan giải. Quỳ suy nghĩ hồi lâu rồi mệt quá thiếp đi. Không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua, nhưng gió bắt đầu thổi mạnh. Trong tiếng gió vang lên một giọng trầm, Quách Quỳ mở mắt, tay nắm chặt Thượng Phương Bảo kiếm, im lặng lắng nghe. Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Lá cờ xoáy bay phần phật trong cuồng phong dữ dội, giọng nói mỗi lúc một lớn hơn. Rành rành định phận tại sắp trời. Bỗng có tiếng hò reo vang trời chuyển nước. Cả một dải sông Như Nguyệt bừng lên ánh đuốc, tiếng trống tiếng chiêng bừng bừng khí thế. Khi đoàn thuyền nhà Lý rẽ sóng trực chỉ bờ bắc, gươm giáo sáng choang, giọng nói trầm hùng lại vang lên một lần nữa. Cửa sau lũ giặc sáng xâm phạm. Quách Quỳ lúc này đã sợ hãi thực sự. Hắn quát thét binh lính các doanh chuẩn bị nghênh địch, rồi bỗng một trại bốc cháy. Tướng sĩ định dập lửa thì trại thứ hai cũng bốc lửa rừng rực. Gió mạnh, lửa lan rất dữ, sáng cả một vùng. Cây cối xung quanh bắt lửa cũng cháy theo. Chẳng mấy chốc, bên phía bắc sông Như Nguyệt, biển lửa dâng tràn không trung. Quân Việt đổ bộ lên bờ, ùa vào doanh trại quân Tống. Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Quách Quỳ mặc dội áo giáp lao ra ngoài trợ chiến. Bỗng từ đâu hai tướng Hoàng Chân và Chiêu Văn ập đến quyết chiến giết Quỳ. Phản công!
lợi thế chiến đấu trên đất liền và ngay trong khu căn cứ. Dĩ nhiên đã có phòng vệ từ trước. Quân Lý bị thiệt hại rất nặng và phải rút lui xuống chiến thuyền. Quách Quỳ hăng máu ra lệnh dựng hết máy bắn đá lên, quyết đánh đắm toàn bộ thuyền địch, đồng thời cho quân đuổi theo thuyền soái để tiêu diệt Hoàng Chân và Chiêu Văn. Thuyền soái bị máy bắn đá nã tới tấp, thủng như tổ ong. Hoàng Chân và Chiêu Văn vẫn giữ vững kim bài nhà Lý. Cả hai ông quyết đứng chỉ huy cho đến lúc nằm lại vĩnh viễn trên dòng Như Việt Giang. Quách Quỳ đắc thắng. Ngày mai là ta có thể ngồi uống rượu trong Thăng Long Thành rồi. Chưa kịp vui mừng thì nụ cười tắt hẳn trên môi khi Quỳ nghe tin chiến báo. Doanh trại của phó tướng Triệu Tiết gặp nguy. Hóa ra Lý Thường Kiệt đã dương đông kích tây, sai Hoàng Chân và Chiêu Văn đánh Quách Quỳ, thu hút hết toàn bộ lực lượng nhà Tống để một mình rảnh tay tấn công Triệu Tiết. Đêm đó nghe Quách Quỳ bị đánh thì Triệu Tiết cũng gửi quân đi cứu viện, nhưng như thế thì đã mắc mưu Lý tướng quân rồi. Lý Thường Kiệt áo bào đỏ bay phất phới, hùng dũng xách đại đao dẫn đầu ba quân xông vào doanh trại. Cháy ngùn ngụt liếm cả chân mây lẫn mặt đất, khối cuộn thành đám lớn lan từ trại này qua trại kia, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn không thể nào kiểm soát. Quân Tống chết phải đến hơn một nửa, thay người thủng ruột loài mắt đầy khắp nơi đóng quân, kinh dị đến mức người dân địa phương về sau gọi đây là cánh đồng xác. Ngày nữa trôi qua sau lần giao tranh cuối cùng ấy. Đây là chiến thắng lớn nhất và là trận chiến ác liệt nhất kể từ sau trận Bạch Đằng của Ngô Quyền. Quân Tống đứng trước một tình thế hung hiểm, nếu vẫn cố lì lợm tử thủ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị quét sạch. Lý Thường Kiệt vẫn đang sung sức, lại thêm thân cảnh thúc liên tục quấy phá đằng sau. Quách Quỳ đang chán nản thì nhận được lá thư. Gửi Quách tướng quân, chiến tranh chỉ đem đến đau thương và tan tóc, dẫu ai thắng thì cũng khiến thiên hạ điêu tàn, sinh linh đồ thán. Tôi trộm nghĩ, nếu hai nước gạt bỏ hận thù, nối lại tình hòa hiếu, chẳng phải hay hơn chăng? Vậy nếu tướng quân rộng lượng về tâu bày với thiên tử Đại Tống những điều trên, ấy là đại phước của cả hai nước vậy. Thái quý Lý Thường Kiệt. Quách Quỳ đọc xong thư, thấy lời lẽ nhã nhặn, không trịch thượng, không coi thường Đại Tống, mà lại rất hợp tình, thôi thì rút quân về. Quách Quỳ trở về, bị hoàng đế giáng chức và cho nghỉ hưu sớm. Quân Tống mất tổng cộng 8 vạn quân và 8 vạn phu. Toàn bộ chi phí chiến tranh ngốn mất 5 triệu 2 lạng vàng mà chẳng thu được cái tích sự gì. Thất bại này
đã làm cho nhà Tống hết muốn xâm lược quận Giao Chỉ mà buộc phải công nhận Đại Việt là một nước riêng. Nhà Lý thả những người ở Ba Châu, Ung Khâm Liêm về lại Tàu, còn nhà Tống thì trả lại Quảng Nguyên, tức tỉnh Cao Bằng bây giờ. Giang hồ đồn rằng chỗ đó có nhiều vàng. Người Tống tiếc của nên có câu thơ than rằng: tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng Nguyên. Sao cho